giờ mình mở nhạc lớn. Hello Tiến Thành, hello mọi người nha. Trời ơi, tại vì nãy giờ mở nhạc lớn quá nên không có chào mọi người, không có nghe. Chứ nãy giờ có chào trong lồn, ở trong lọ, trong họng, trong miệng chào ra, trong lòng chào vô. Trầm. Hello Trần Huỳnh Đức nè. Chào mọi người, yêu cả nhà đã. Lâu quá không live stream mọi người, bây giờ tôi stream live. Hello Tulip Quỳnh. Cả nhà cứ đặt câu hỏi đi rồi em vì thế cái gì chọn lọc ra những câu hỏi nào mà nó có duyên hay là lý gì trả lời. Em cái bát đi luôn không mọi người. Trời ơi. À, công đơn hai bên cho sách vào đi ạ. À. Ừ, ok shop nha, ngày mai á chị sẽ ra chị đi công đơn lại. Màu son của chị là màu sô cô la đấy em. Màu chocolate đó em, tại vì chị hôm nay chị đi tông già đó. Chị tông già cho nên chị phải đánh cái màu nó đậm. Nhưng mà thật ra là ở ngoài nó đậm hơn như cái màu của chị đang đánh. Cái màu này nó không lì, nó bóng, nó làm cho mình, cái môi mình nó mới bú cu về. Nó làm cho mình trầm. Đặc biệt là màu này mà, môi mà Thủy Tiên đánh màu này, trời ơi chắc xuất sắc vậy đó. Hello Hà Vê, hello Phan Anh. Các kem tình yêu ơi, các kem con của mẹ ơi. Cảm ơn các con với Thủy Tiên nha. Hôm nay chị hôm nay mọi người thấy chị ốm không? Tại để mọi người nhìn nhận đi chứ chị tự nhiên chị nói nay chị ốm nè, mình đẹp thế này kia làm lồn gì đúng không mọi người? Mình sợ lồn đừng sợ lồn không có gì vui chứ ta không nên sợ lồn. 44. Hello Nguyễn Ngọc Thân. Chào tất cả các tình yêu của Nhi nha. Các tình yêu thích Nhi không? Nhi rất là nhẹ nhàng lắm mọi người, Nhi không có sân si với bánh bèo với bóng gió nữa mọi người. Ai muốn sân si với Nhi sân si kệ đó. Mọi người thấy hôm nay dáng của Nhi sao nè? Nếu mà mọi người thấy dáng ok thì mọi người bình chọn cho Nhi đi. Nhi sẽ đi Miss Universe cho mọi người nha. Thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây lệ. Cảm ơn con nha Nguyễn Văn nhiều nè. Cái tình yêu ơi, hãy cho Nhi một lời động viên đi. Nhi có nên đi theo cái hình ảnh sang trọng thần thái, hay là Nhi nên đi theo cái hình ảnh cái con đĩ dơ giấy ngày xưa của nhưng mà cái gì cũng đáng được trân trọng và tự hào, bởi vì nó quá xưa mới có nay đúng không? Biết sau này chị ốm không? Tại vì lúc trước ấy, chị bị quở mập nhiều ấy, cho nên cái gì mà mình bị chê nhiều mình sẽ khắc phục nhiều. Ai đẹp trai vậy? Hồi xưa bị chê mập có thì phải phấn đấu để giảm cân đó mọi người, để có một cái vóc dáng thần thái á. Tiên cảm ơn Vương Đức Vĩ nha, tại vì hơi bị cật nhẹ đó cho nên phải nhâm kỹ mới thấy được mọi người. Mới một cái son này hồi tối luôn đó mọi người. À em có cái sản phẩm này nè, em chỉ bụng của mọi người, không phải là bia đâu nha. Em đang xài sản phẩm này nè, mặt lắng ho nhưng mà em mua bia lên, tại vì đâu có trả tiền cho em bia. Em chỉ giá hàng cho mọi người biết á, là sản phẩm trị mụn này rất là hiệu quả luôn, sức tới đâu là mụn nổi lên tới đó. Ôi lộn, là sạch mụn tới đó đó mọi người, nhưng mà không thể nào quảng cáo được bởi vì không nhận được tiền cát-xê làm sao quảng cáo. Lúc này em không có nhận quảng cáo nha mọi người, em tập trung cho gia đình, kể ai biết sao cũng được mọi người, em đâu cần phải nói nhiều chứ họ cầm chim rồi đó. Đây kỳ mục của em đang thức cái thuốc kỳ mục rất là hiệu quả luôn. Mới đang chụp hình cho mọi người xem, ai muốn thì inbox em gửi cho mọi người xem nha. Mai Phạm Phương Quỳnh, trời ơi chị em không mà nhờ sửa một tấm hình và im re vậy. Em thương chị đó hả, thương vậy đó sao em, trời ơi chị xin lỗi luôn, em thương chị quá chị sợ. Ơi đây là chị khỏe nè em, các tình yêu ơi, các tình yêu hạ tiếng cho chị cảm động rất là nhiều luôn. Có xíu qua nước ngoài không chị hả? Rồi chị ship luôn nè, đang dịch bệnh nhưng mà chị cũng tìm cách chị ship, gửi máy bay cho em nha. Trầm lắm mọi người, hello Honey, hello Lê Đức Tài, chị cảm ơn nè mọi người ơi. Anh quay lưng mà đi.
người thấy không? Dáng Phượng Nhi là ốm kiểu mà ốm có trình tự có bài bản không mà. Thế là Quý Hồng Sơn nó bôi chuyện view. Chỉ có nghe một trận đoàn. À, thôi đi em, kể đi em ơi. Trời ơi, cái bà hỏi trận đoàn chị qua vậy. Trận đoàn nó đâu có ở kế bên chị đâu mà em hỏi. Em muốn hỏi em về tao lãnh em không đi. Đừng có hỏi trận đoàn nữa, chị thấy rồi em. Kể đi, mỗi người một... lên tiếng từ nhân chuyện của trận đoàn chị lên tiếng làm gì hiểu không? Để trận đoàn nó giải quyết đi em. Nói chung chị có cái ý nghĩ hay gì hả? Có ý nghĩ gì hết. Chị ở bình thường à. Chị ở cảm động. Hello Henry. Tối có sao không em? Hello. Em bóp xe qua quán liền nhé. Thôi đi em. Trời ơi, ốc ai nhại làm. Hello anh yêu. Hello Lê Mạnh. Lê Vũ Minh Mạnh. Yêu anh, mặc cho em đi. Sẵn con thẳng đi. Nhìn chị giống trái táo độc là sao em? Táo cũng có táo độc mà. Nếu có khí độc, táo cũng độc sao? Trời ơi, táo mà độc ai sắp mâm em ơi. Yêu cả nhà nhé. Mãi yêu kem. Ốc quỳnh nữa mọi người, ốc quỳnh trầm cúc. Trời ơi. Ốc Quỳnh thấy vậy chứ chảnh ngầm lắm mọi người. Nhờ chỉnh có tấm hình mà không có chỉnh nha mọi người. Trầm tư. Giờ một cái vô hả, nó nịch định là nó trầm gì đó chứ hả. Giờ chỉnh tấm hình cho cái nét tay trầm mà nó không có chỉnh ích kỷ. Nó không có đem kẹp kẹp lên cho nó giống Thùy Chi. Lên đi bà, anh Thư. Chỗ con bóng Phật Hồng Đà con bóng gì mà dơ vậy, đi tới đâu la tới đó là la liếm, đến nỗi mà công an phường người ta còn lên tiếng. Bóng kính mà bả tưởng bả là bóng lộ mà tin bả là ghét thiệt, sao mà đứng ngoài đường rồi bả ơ chị nấn quá chị nấn, mày là đàn con bóng sắc đàn ông mà mày ra làm như vậy. Trời, mày đi tới đâu á, người ta sợ tới đó lên Phúc Long không đổi 6-7 cái bàn chỗ này chỗ kia. Ta nghĩ chị em cho ngồi ngồi còn la làng cái học lên. Nói chuyện ra làm như không ai bập mình. Trời ơi, mày nghĩ mày là ai trong cái xã hội này? Biết bao nhiêu trai xinh gái đẹp, mày làm như mày có giá trị lắm. Mày VNG à? Ai muốn đeo mày là phải đúng người, đúng đẳng cấp mới đeo mày được. Mày à mày cái này xoàn chị không có, nhưng mà thà chị xoàn xoàn giả em ơi. Chứ chị hả, có nhân cách không có giả em hiểu không? Rồi mày về quê thì mày về, về kệ mẹ mày đi. Về quê thì mày về. Mày hạ đổi thừa là hạ trên đây. Mày đối nhân sự thế tốt với mọi người quá. Mà mọi người hạ chơi không tốt với mày. Mày đợi về quê. Mày nghĩ mày là ai vậy? Con Henry nó dễ thương biết bao nhiêu. Người ta hả, người ta nhẹ nhàng, người ta không có la làng, người ta xóm với mày. Đi mà bị la quán xé mày mà la làng. Hồi xưa tao la biết bao nhiêu, bây giờ tao còn phải sợ đó. Không dám mà đi tới những cái chỗ đông người tao la làng nữa đó, mày hiểu rồi. Làm vậy xã hội con người mình á. Có đi la làng cái chỗ đông người không? Tao nhìn mình, nhìn mà cái nhìn cách người ta ngưỡng mộ mình nó khác. Còn nhìn cái cách người ta khinh thường, kinh tởm. Không biết đê rẻ tiền này, trời ơi, sao la dữ vậy? Có đàn ông hay đàn bà nó la dữ vậy? Nói chung người ta nhìn tao biết mày đê chứ, nhưng mà mọi người hiểu vấn đề là người ta ghét, người ta đánh đầu luôn. Người ta hỏi đàn ông hay đàn bà, trai không ra trai vậy đó mọi người, làm ảnh hưởng tới Nhi. Trời ơi, ngồi với Nhi phải dễ thương nhẹ nhàng, không có chạy bàn. Nó quán cà phê mà đi chạy bàn dơ chết mẹ. Ngồi yên một chỗ đi em. Trời ơi, em làm biết cả Sài Gòn này ai cũng sợ em hết trơn. Em về quê mẹ em đi, đừng có lên nữa, không có lên gặp chị cũng đừng có thoát ra ở nhà nghe không. Tự nhiên bị công an chửi lay luôn, thấy đứng chung với. Rồi cái công an đó là sao mà la dữ vậy, mình không có la đâu, mình đứng chung đó. Trời ơi, bóng kính mà đụng mày ngoài đường mà cột tóc nè, bóng kính tóc đâu. Đứng ngoài đường mà gì nè, ôi chị nói tôi nghe nè, chị nói đầu đinh mình cột tóc vậy Mỹ. Có bị điên đủ không? Tự nhiên đầu đinh mà đi cột tóc lên, tôi nói mày. Phải chứ mày nói tóc hay tóc dài như tao á, mày đứng ngoài đường mày cột, mày thắt cổ luôn. Không ai nói gì mày trơn á. Bóng kính mà đứng ngoài đường gì nè mọi người. Ôi trời ơi chị hả, chị đứng lồn, chị có lồn thì đứng rồi. Đây còn chưa có đây nè.
ôi đứng ngoài đường mà bà vuốt tóc bà cột lên bà đầu đinh mà hả ảo tưởng lắm này cột gì nè ai chỉnh bà không biết nữa. Thế là Huỳnh Anh Khánh này Lưu Trí Hải Lưu nãy giờ hả nói kể chuyện mà quên chào mọi người đừng buồn em nha. Ừ đây đi nguyên cây đen hello Phan Thành Nam nha giọng mẹ giống em tin trời ơi con ơi con đừng có nói quá vậy mọi người vào chửi mẹ chết mẹ luôn á. Hello Minh Minh nè, hello Đại Nguyễn. Cách tình yêu của Nhi ơi, thời thế tạo nên anh hùng, mọi người hiểu không? Hello Đặng Nhật Linh. Nói chung mẹ đâu có giận con gì đâu Linh. Nhưng mà chồng con nó sống mà đụng má nó khoái đâm chọt lắm. Nay mẹ nói thẳng trên livestream luôn nè. Khi người ta nói xấu mẹ cái gì á, thì nó chụp hình nó gửi mẹ. Mà mẹ không cần phải gửi như vậy, mẹ không thích cái kiểu mà thay vì cái gì bây giờ nó chỉ nó gửi mẹ cần đi. Thì bây giờ nó vào nó bình luận nó bên mẹ đúng không mắt gì nó chụp nó gửi mẹ hoài như là nó muốn mẹ phải chửi người này người kia vậy mẹ không cần mẹ đã rời xa cái showbiz chửi lộn rồi các con ạ nhưng mẹ ghét chứ không gì á chứ mà mẹ với con là đâu có gì mẹ với con là từng yêu đương với nhau mà có gì đâu mà mẹ ghét con chồng má hạng chồng con ấy thì mẹ nó khùng quá à thôi đồ mẹ đừng có gửi hay bị gửi nó mỗi chửi đi đó đi làm cái giúp ích cho xã hội được ngày nào hay ngày đấy thì mẹ nó vào nó mét nó cái lồn mẹ nó vĩnh kinh tàu hũ đúng không mét mà mình làm như cái đuôi nó thấy đường vậy vào cái chửi em kìa nó chửi em con mày chửi em lấy bóng này nó bóng kín như chửi kín lộ thì mẹ nó chửi chứ kín gì mẹ hello học không xong xong cho em cái lồn đi anh đừng xong cái trái khổ qua ngay lồn nó mức đắng rồi đó chị giống trái táo độc là gì đi lồn đi mẹ chứ cái lông táo độc cái môi có màu mà môi có màu táo trái táo thì nó mẹ trái táo độc mẹ mày á mày về với mày dạy là đi heo nhà mày đâu mà thả ra đường xe có thể nó bắt mưa ấy cảm ơn anh nghe nhiều lực đức mạnh trầm tư vào cái gì kia nó chửi này hôm nay cái này chửi chị kìa em chửi em kìa kệ nó đi mẹ mày nó chửi tao chửi mày mà mày lo chứ vậy tao giờ ai chửi tao không nó không quan tâm đến luôn cứ như vậy thì mới đẹp lên được chứ mẹ mình mới cứ quan tâm những cái tiêu cực cái mặt như cái bóng mặt hay cái thời gian nó để giảm cân nè để trùng tu ra mặt đấy đồ má mỗi ngày một giọt thôi bao đẹp đánh vài cái la dữ vậy trời mẹ có thấy không ăn vào trời ơi mình phải để mình muốn người ta dễ thương thì mày đừng có sần sò nữa còn quay lại chuyện lý hồng đà mày quê quê mày bề mẹ luôn đi mày đừng có lên cái sài gòn này đem cái không khí ám ảnh kinh hoàng nữa trời ơi tất cả mọi người ở đây rất là sợ mày luôn ta lại mày la liếm đầu này đầu kia làm cái gì vậy tỏ ra là sang chảnh lúc nào người này cũng không hợp với mình người kia không có cửa chơi mày bịt mẹ mày ai chơi mày do mày tưởng tượng ra thôi chứ ai chơi mày vừa nhắc cái vòng heo nái cái nó vào liền mẹ mày vào mày mét làm gì nó chửi tao thì kẹo ghẹ nó đi nó vào mét tao nói tại ba mặt một lời tao chửi thẳng nghĩ mẹ chửi em kìa nó so sánh em này cái kia cái lồn mẹ muốn tu ghê mà tu được không yên chứ thì cái mốt nó chửi tao á thì cái mẹ nó mày đọc đi mày cứ chửi tao mày rảnh mày đọc tao đâu thật rảnh nữa tao đọc cướp hà hả mọi người không có nhớ cái ứng dụng ý mọi người ơi tao không phải tao ghét mét lắm à thì binh vào binh tao trước đi ở cái thể thách chửi của mình sao lại chửi vậy tìm hiểu nguyên nhân rồi đi nhưng mục đích cái câu like mình nói làm gì cho man nghiệp mình mẹ nó bây giờ người ta gỡ nghiệp người ta giải nghiệp người ta không giải lánh nghiệp
nồn, như nồn ấy. Suốt ngày cứ bảo, chửi đi, chửi ra con cứ đi chị. Mẹ mày, nó chửi mày đấy. Chửi nó đi chị, nó chưa xúc phạm chị kìa. Thôi kệ mẹ đi em ơi. Bóc xe lên liền, chi vậy? Bóc xe làm gì? Bóc xe lên làm gì? Lên chị kìa. Ơi, nó nói bóng nhiều chị. Hôm nay nó ngồi chung mình, nó nói là thích em, thương em, hiểu em, qua người khác á. Đụng chuyện cái nó chửi như chó vậy. Chứ chửi không thương tiếc luôn đấy nha. VD thì là hư mạnh, hư mài, hư trời ơi, tao thấy hư dữ lắm luôn ấy. Hư đến mức mà hư không còn chỗ nào để hư nữa. Cuối cùng cái nó hư. Mấy đứa nói tay gặp. Ước gì gọi tên ấy. Gọi tên ít ra cái đại diện của em, cái hình avatar của em phải thật chứ. Với lại thấy rõ cái khuôn mặt của em có dễ nhìn, dễ ưa hay không. Đâu mà phải mân hình bóng cây, hình bóng ma. Cái gì đâu không á. Thôi chị không qua đâu. Chị mày mà nó phải có nít đâu mà đem ra ốc rồi mà dùng dỗ chị mày để ăn để mà quề với mày được. Trời. Kê mà chỉnh cái tấm hình nó phải lên mạnh khẽ một bộ mình nói ơi đẹp chị ơi đẹp cái im luôn mà chỉnh lồn thế nào cơ. Chị em đụng mẹ ra thừa cũng vậy, ra đó ra thừa với mày mình nói em chụp hình chúc lại chơi với chị thích lồn đi luôn đi chơi kể đi Lan công an bắt nó chưa đó bắt mẹ đâu kiếp không đi đê thì mà lộ đúng là lộ kiếp không ta kiếp mà đúng rồi chị mày có lồn ôi chị có lồn chị đứng ngoài đường làm gì có lồn ta phải đưa đi vào những cái chỗ sang trọng với chị đứng ngoài đường ấy chị có lồn ai đụng chị rẻ tiền đứng mà la chứ không ai người ta công an lên tiếng là không vừa rồi cái hạng gì mà quá trời vậy đến đó là công an phải nói luôn đi hết chấp nhận được rồi. Liên lại đứng chung phải liên lại mày nữa. Mẹ mày kế bên phường này. Ra đi bữa nào công an mời về bên phường làm việc. Bắt thì phải giận em. Trời ơi chị nói không được. Không đúng thì nói thôi chứ. Trầm tư. Nói nhiều nó mất hay. Thôi không ơn, giận làm gì em, chị đâu có phải rảnh hơi đâu mà giận em làm gì. Nói chung là tức của nó ấy vậy. Nó có rảnh hơn, giận làm gì chứ mệt. Mãi kem đi. Trước mặt thì yêu chị, thương chị, sau lưng trời ơi, ôi kệ nữa. Cái con đĩ, ly cung beo nữa. Trước mặt thì yêu chị, trời ơi, sau lưng thì lồn chị. Nói không đúng hả? Hành trường mà nói không đúng sao? Ôi cậm ly tư chồng nó đi. Yêu chị thương chị được bao nhiêu? Mãi nói bao nhiêu? Mãi mãi là bao lâu đi? Kem trầm tư. Trời tối rồi mọi người. Giống như là hôm nay trời chuyển mưa á. Như nay trời á, thời tiết không được tốt á, mây đen kéo về trụ được mưa. Em đã yêu ngay phút đầu. Mẹ ơi con đang thương mà nhớ con em, con là ai mà nhớ con trời. Con hỏi câu nào nó gần gũi hơn chút xíu, nó thật hơn chút xíu, thương biết bao nhiêu người thương. Hay là thương yếm mẹ. Đã khóc khách đâu thấy không? Khóc là nó đi mồm vào cái kính đấy đi.
vô. Ê này. Đứng mà la làng biết bao nhiêu cái sự chứng kiến của mọi người. Rất là phẫn nộ. Trời đổ cơn mưa sao chưa chịu đổ em vậy hả? Chị không chơi LED đâu em. Chị chơi VD thôi chứ chị cũng không chơi LED đâu. Chị thấy cái lồn là chị chạy 8 hướng ý. Trời ơi chị sợ lồn lắm em ơi. Giờ mấy cái con chị nói thiệt hết nào giờ cái trong cái cuộc đời của chị rất là ngang tàn mất dạy. Nhưng các em biết sao không, chị không có dạy như mấy con đĩ á, mấy con đĩ á mà chị nói mà nó kéo ra cái điển hình ví dụ ý, nó ra ngoài quán ngoài xá mà cả chục con bóng kính, cả chục con bóng lộ ngồi mà nói xấu mình chị, ôi nhục chết mẹ luôn ý. Chị đã có siêu phàm mà chị biết nó nói xấu chị. Và cũng chả có ai đi học lại chị hết. Nhưng kéo con đĩ ngồi lại chim cái mấy con đĩ kia. Linh đa bị đinh cái con mẹ tụi mày đấy. Có thắc mắc gì á thì tụi mày gặp tao. Tụi mày hỏi nè. Rồi mẹ của mày á trả lời cho mày nghe. Cái đâu mà tụi bay đang ngồi cái một đám một lũ tụi bay ngồi tụi mới nói nó xấu tao. Linh đang bị cộng đinh đinh chỗ nào nói tao nghe coi. Mấy con đĩ nói mấy đĩ tao im lặng. Trời ơi chị nói cho mấy cưng nghe nè, mấy cưng cũng chả có hơn ai gì đâu, có tốt đẹp hơn ai gì đâu mà mấy cưng lôi những cái điểm yếu, lôi những cái chuyện là xu bà nai người khác ra mới cân bàn lại vậy chi vậy ngục lồn để vậy thích gì ấy, gặp chị đây hỏi thẳng với bác chị, hỏi chị là bình chữa cháy thì nó hỏi chị tại vì chị là nhà phân phối bình chữa cháy hiểu không, mà chị ngồi lấy chim thì rồi. Con Linda bị cộng đinh là bị đánh ấy. Trời ơi mày nghĩ hay đinh mẹ mày được này. Chị mày chơi á không có cháu hùa đúng không, không có nói xấu người khác hùa theo kiểu hội đồng vậy, tại vì chị đâu có tốt đâu mà đi nói xấu hai em. Làm như mà nói người khác mình như mình tốt đẹp lắm ý. Hỏi ra cái gì cái con nó xu không có tươi. Ừ chắc mày tươi. Tao khinh dữ lắm. Tao nhìn cái mặt tao không thèm dòm tới. Cái vụ trần đoàn đấy tao không có ý kiến. Thế nhưng mà tụi bay cũng kỳ. Tụi bay già đầu tụi bay mà tụi bay đứng. Tụi bay tát tên vào chửi. Cười người ta chia sẻ ra cười. Cười hôm trước hôm sau có người cười lại tụi bay thôi. Chắc tụi bay tiên, tụi bay thánh, tụi bay không đụng chuyện ý. Trần My là Trần My, Trần Đoàn là Trần Đoàn. Liên quan gì đến cái live stream này nhưng mà người ta có chọc kẹo tới mình ấy, mình chửi người ta. Có nên cứ chọc kẹo gì mình đâu mà mình cứ mà chửi này nọ đồ. Sao tụi bay chửi lên chửi xuống là chị ai? Chia sẻ ra, tát tiền vào, chia sẻ ra, tát tiền vào, ôi công thức rẻ tiền ấy. Nó thuộc trong lòng bàn tay này. Nhớ từng mặt, từng con hết ấy, nhưng mà đấy có thể nói hiểu không? Tát con đi nào nói xấu tao vào đây đi. Tao mới nể tụi bay. Tát cái con mà nói xấu tao ấy, mà nói mà Linh Gap bị cộng đinh rồi đó, tát vào đây. Tát vào đây nè. Tao mới nể hết. Chứ đâu mà đụng mẹ ngồi cái... người ta không có chồng kẹo ngưng ông muốn bài mình lên cái mình lo người ta bảo chị cái vụ nhối vội trai đinh tao tao đau hay mày đau à tao tao chuyển viện hay mày chuyển viện này? Trời ơi chơi công bằng chút đi bạn ơi, bạn tắt tên và bạn chửi người ta vậy bạn tưởng bạn hay ấy. Bạn sống như lồn thôi, độ má tôi biết là nó sai luôn ý, nhưng mà cũng chẳng cần phải
tắt người kia vào. Ờ kìa, coi kìa, ha ha. Mẹ khinh khính con bay. Đã đụng chuyện mình không khuyên thôi. Vào cái ha ha, thả tim đi. Trời ơi, vui quá, vui quá. Hay ta đau cái nó vui ấy. Sống là vậy. Hello chú nha, hello Lê Hình Thị Khan này. Trời mưa rồi mọi người ơi, chú mẹ. Ôi trời ơi, mà đau xui khiến cái nó đàn là chim á mọi người. Cái nó xấu người ta nghe được ý. Ta khinh mình hiểu không? Chứ làm gì trước mặt mà ta đứng trước mặt ta mà nói xấu kiểu đấy. Có chăng cái đi cả chục đà, chục đứa mới nói xấu ta được ý. Chứ Linh mình nó cái lồ này. Xin phép phải cười nửa miệng. Tao tao nói nhiều đó thôi chứ cảnh nó cũng nhiều mệt rồi. Trời cao có mắt lắm. Cười đi rồi ngày mai có mình cười mình. Đúng không? Sống hơn thua làm cái gì? Chết dưới thành quỷ. Sân si vào ngã quỷ thôi chứ đâu được lòng người. Bye bye mọi người nha, cảm ơn mọi người, nhớ share clip giùm em và nhớ đăng ký subscribe giùm em nhé mọi người. Bà Sục Vlog nha. Bye cả nhà yêu.